Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận mái ấm hoa hồng có 86 trẻ, vượt quá số lượng so với giấy phép hoạt động là 39 trẻ. Trong đó, phòng trẻ sơ sinh của mái ấm có khoảng 20 trẻ, bé lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi, nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng tuổi. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã mời bảo mẫu Cẩm và chủ mái ấm là bà Giáp Thị Sông Hương về trụ sở công an phường để làm việc. Còn bảo mẫu Tuyền, người trong các clip bạo hành trẻ, hiện không có mặt tại mái ấm. Cơ quan công an đang đấu tranh với chủ cơ sở để nắm thông tin. Đồng thời, lực lượng chức năng quận 12 đã thu hồi giấy phép hoạt động của mái ấm Hoa Hồng. 86 trẻ tại mái ấm Hoa Hồng được đưa về cơ sở bảo trợ xã hội công lập ngay trong ngày. Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở nhận nuôi trẻ mồ côi, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo mẫu tên Tuyền có hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng quận 12 tiếp tục xác minh làm rõ.